Ông Trịnh Minh Thắng, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận Thốt Nốt vừa có buổi làm việc với ngành y tế quận và các phường về việc triển khai tiêm bổ sung vaccine bại liệt trên địa bàn quận năm 2022. Theo kế hoạch từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 năm 2022, quận sẽ triển khai tiêm bổ sung vaccine bại liệt cho các đối tượng là trẻ sinh ra từ ngày 1 tháng 3 năm 2016 đến ngày 28 tháng 2 năm 2018 chưa tiêm vaccine bại liệt trong chương trình tiêm chủng mở rộng thường xuyên, trừ trường hợp có bằng chứng đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phối hợp có thành phần bại liệt. Tổng số đối tượng cần tiêm dự kiến là 4.206 trẻ. Quận phấn đấu đạt tỷ lệ từ 95% đối tượng được tiêm bổ sung một mũi vaccine bại liệt trên quy mô toàn quận, đảm bảo an toàn và chất lượng tiêm chủng.